Ngay ngày đầu tiên của năm 2024, nước Nhật đã hứng chịu thảm họa kép, động đất và sóng thần. Vào chiều ngày 1 tháng 1, thì một series 20 cơn địa chấn ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của Nhật Bản đã diễn ra liên tiếp, khiến cho các vùng đặc biệt tại tỉnh Ishikawa bị ảnh hưởng nặng nề, đường xá nhà cửa bị sập. Tiếp theo đó là các đợt sóng thần vỗ vào ven biển. Rất nhiều người đã bị ghi nhận là thiệt mạng, hàng triệu người đã bị ảnh hưởng và rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì nơi cư trú của họ bị phá hủy. Thế nhưng có vẻ như thảm họa chưa chịu buông tha đất nước mặt trời mọc. Sau đó một ngày, tức là vào đêm ngày 2 tháng 1 năm 2024, một vụ tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra ngay tại sân bay của thủ đô Tokyo. Vậy cụ thể vụ việc này như thế nào và có thương vong gì hay không? Vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2024, chuyến bay số hiệu 516 của hãng hàng không Japan Airlines cất cánh từ sân bay New Chitose ở đảo Hokkaido và bay đến sân bay Haneda của Tokyo. Hình ảnh trên truyền thông của Nhật Bản cho thấy chiếc máy bay này thuộc loại Airbus A350-900 đang hạ cánh trên đường băng ở sân bay Haneda, Tokyo chiều nay, thì một quả cầu lửa lớn bùng lên dưới máy bay. Lúc này thì máy bay hạ cánh là vào khoảng 6 giờ tối giờ địa phương. Một hành khách nói phi cơ của Japan Airlines đã va chạm vào thứ gì đó lúc hạ cánh trước khi ngọn lửa bùng lên và bao trùm máy bay. Trên máy bay lúc đó có 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, trong đó có 8 trẻ em. Tới tận 70 xe cứu hỏa được huy động khẩn cấp để chiến đấu với ngọn lửa. Rất may mắn là gần 400 người đã được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm và có 17 hành khách đã bị thương. Nhiều video trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh cho thấy hành khách la hét bên trong khoang ngập khói và thoát hiểm bằng máng trượt. Haneda là một trong hai sân bay chính của thủ đô Tokyo. Tại đây hàng năm có rất nhiều chuyến bay, đặc biệt là vào dịp lễ Tết và cuối năm. Một người phụ nữ có tên là Kaoru Ishi đến cửa ra sân bay Haneda để đón con gái 29 tuổi đi cùng người bạn trai của cô. Sau khi nhìn thấy thông tin máy bay đã hạ cánh thế nhưng mãi không thấy con gái bước ra, thì bà Kaoru đã nghĩ rằng có thể đã bị trì hoãn gì đó. Trái tim của bà như thắt lại khi nhận được cú điện thoại của con gái thông báo máy bay bị cháy và phải thoát hiểm bằng máng trượt. Tuy nhiên thì may mắn lúc đó cô gái trẻ đã thoát ra ngoài và gọi cho mẹ nên bà đã cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nguyên nhân tai nạn được điều tra, thế nhưng Sở Cứu hỏa Tokyo cho biết đã xảy ra va chạm giữa máy bay này với một phi cơ của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đang chuẩn bị cất cánh. Máy bay của cảnh sát đang trên đường đến khu vực phía Tây để cứu hộ cho trận động đất kinh hoàng mới xảy ra một ngày trước. Đây là một sự kiện hy hữu bởi các máy bay khi cất cánh hoặc hạ cánh đều được điều khiển bởi trạm kiểm soát không lưu rất chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không hiểu sao lúc đó vụ va chạm vẫn xảy ra. Theo điều tra ban đầu, không có dấu hiệu hỏng động cơ hay trục trặc kỹ thuật gì ở hai chiếc máy bay. Chiếc máy bay của lực lượng cảnh sát biển Nhật Bản đã không may mắn được như thế. Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản là Tetsuo Sato cho biết khi phi cơ ZCZ có 6 người trên khoang, trong khi đó thì cơ trưởng thoát nạn, 5 người còn lại thì thiệt mạng. Chiếc máy bay này vừa từ sân bay Sapporo cũng ở đảo Hokkaido đến đây. Họ đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch cứu hộ nạn nhân trong trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở miền trung của Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 thì vụ va chạm xảy ra. Ngay sau vụ va chạm thì toàn bộ sân bay Haneda đã phải tạm dừng hoạt động để cứu hộ và truy tìm thông tin nguyên nhân của vụ việc. Nó đã khiến cho toàn bộ các chuyến bay hôm đó bị rơi vào tình trạng tê liệt. Thủ tướng Nhật Bản là Fumio Kishida đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp đánh giá thiệt hại và công bố thông tin. Đây là tai nạn hàng không thương mại nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong hàng chục năm qua. Tai nạn thảm khốc nhất diễn ra vào năm 1985 khi một chiếc máy bay của Japan Airlines rơi ở Gunma, miền trung của Nhật Bản, khiến cho 520 người trên khoang thiệt mạng. Vụ việc xảy ra khi ấy còn là một trong những thảm kịch hàng không khiến cho nhiều người thiệt mạng nhất thế giới. Truyền thông đã đưa ra rất nhiều lời khen ngợi cho phi hành đoàn của chiếc máy bay Japan Airlines sau vụ va chạm. Một trong số đó là những hành khách thoát chết đã kể lại rằng họ một phần may mắn, thế nhưng phần còn lại là nhờ sự ứng biến cực kỳ bình tĩnh, đúng quy trình của cơ trưởng và các tiếp viên. Hai máy bay bốc cháy ngùn ngụt ngay sau vụ va chạm kinh hoàng, thế nhưng toàn bộ gần 400 người trên JAL-516 đã sơ tán an toàn sau khoảng 20 phút. Kỹ năng sơ tán hành khách cho thấy phi hành đoàn đã được đào tạo chuyên nghiệp như thế nào. Họ tập trung vào sự an toàn của hành khách, họ là những người cuối cùng rời máy bay. Các hành khách được hướng dẫn trật tự, xếp hàng đi ra lối thoát hiểm và rời khỏi máy bay bằng các máng trượt bằng hơi. Uchida, một hành khách trên chuyến bay kể lại rằng, ngay sau khi sự việc xảy ra, phi hành đoàn đã trấn an hành khách và chỉ vài phút sau, cửa máy bay được mở ra. Máng trượt được kích hoạt để giúp mọi người sơ tán. Lúc này thì khoang máy bay đã ngập khói và lửa bốc cháy ở bên ngoài. Tuy có gần 400 người trên máy bay, thế nhưng hoạt động sơ tán không hỗn loạn. Các video được chia sẻ cho thấy hành khách được sơ tán khỏi chiếc máy bay Airbus A350 bốc cháy khá bình tĩnh và không mang theo hành lý. Theo các cơ quan an toàn hàng không thế giới, việc hoảng loạn có thể khiến không gian bị thiếu oxy nhanh hơn trong không gian hẹp.
Nhất là khi có đám cháy thì lượng oxy càng bị đốt nhiều, khiến cho các nạn nhân không còn dưỡng khí, điều đó sẽ càng thu nhỏ đi khả năng thoát hiểm. Bên cạnh đó thì việc mất bình tĩnh có thể dẫn tới việc dẫm đạp lên nhau, dễ gây ra ngạt thở và chấn thương nguy hiểm. Thêm vào đó thì hành khách được khuyên rằng tuyệt đối không nán lại lấy hành lý khi máy bay gặp sự cố hoặc là tai nạn. Nó sẽ làm chúng ta mất thời gian quý báu, đồng thời hành lý cồng kềnh sẽ cản trở lối đi của mình và người khác, khiến cho việc di chuyển bị chậm hơn. Trong khi thoát hiểm, chỉ cần tích tắc thôi đã quyết định sự sống hay là cái chết. Thực tế là ngay khi người cuối cùng rời khỏi chiếc máy bay của Japan Airlines vào ngày hôm qua thì toàn bộ đã bị bao trùm bởi một quả cầu lửa và có những tiếng nổ, không thể tránh khỏi hoảng loạn ít nhiều. Có người còn la hét, thế nhưng vụ thoát hiểm này xứng đáng được học hỏi và được truyền thông thế giới ca ngợi. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản nhận chỉ đạo của Thủ tướng Fumio Kishida đã gấp rút tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu này. Nguyên nhân nhiều khả năng là có sự không đồng bộ trong việc thông tin liên lạc giữa trạm kiểm soát không lưu của sân bay và chiếc máy bay JAL-516 của hãng hàng không Japan Airlines. Hậu quả dẫn đến hai chiếc máy bay với tốc độ cao va chạm vào nhau. Một phần nguyên nhân được lý giải là do đợt cuối năm cũ, đầu năm mới thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Giao thông hàng không ở Nhật Bản hay dày đặc hơn vào những dịp cuối năm. Thêm vào đó thì nước Nhật vừa trải qua thảm họa động đất liên tục mới chỉ có một ngày trước đó gây hậu quả nặng nề. Sau khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy, họ còn phải đối mặt với nguy cơ sóng thần đe dọa tính mạng, người sống sót và đe dọa cả các nhà máy điện hạt nhân. Vì thế mà vào thời điểm này, rất nhiều máy bay đã mang nhiệm vụ cứu hộ, mang nhu yếu phẩm hỗ trợ khiến sân bay còn đông đúc hơn thường lệ rất nhiều. Có thể vì thế mà trạm kiểm soát không lưu đã xuất hiện những sai sót và sai sót này luôn phải trả giá bằng tính mạng của rất nhiều người và thiệt hại tài sản nặng nề. Nước Nhật đang ở trong tình cảnh khó khăn nhất kể từ năm 2011, khi mà sóng thần do động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh ven biển phía đông. Chưa kịp khắc phục việc cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề thì họ còn phải đối mặt với nguy cơ các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima có nguy cơ bị rò rỉ do động đất và sóng thần. Và quả thực nó đã rò rỉ khiến một vùng biển rộng lớn ở phía đông Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ, khiến rất nhiều sinh vật biển bị chết, ảnh hưởng sinh kế của người dân, hơn 12.000 người thiệt mạng và hàng chục triệu người mất tài sản. Hậu quả của thảm họa kép này thậm chí kéo dài hơn một thập kỷ sau đó. Đến tận năm 2023, những phần nước biển bị nhiễm phóng xạ từ năm 2011 mới được xử lý xong và xả ra biển vì không còn chỗ chứa nữa. Vào đầu năm 2024 này thì nỗi ác mộng ấy dường như trở lại với người dân Nhật với trận động đất ở đáy biển phía tây gần bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa. Nơi đây cũng có những nhà máy điện hạt nhân và giới chức trách đang lo ngại sóng thần sau đó sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Tiếp đến là một vụ cháy lớn đã thiêu rụi hàng chục ngôi nhà ở thành phố Wajima tại tỉnh Ishikawa, gần nơi tâm chấn của động đất. Đám cháy gần như bùng lên dữ dội, thậm chí nhiều chỗ đã xảy ra phát nổ, khiến cho các đội cứu hỏa không thể nào dập tắt được. May mắn là người dân đã sơ tán kịp thời ra khỏi các khu nhà đổ sập này, nên là không có thương vong về người do các đám cháy gây ra. Cả thế giới đang hướng về nước Nhật để giúp đỡ và cầu nguyện. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho đồng minh của mình.